Để làm lông nhãn, nhãn tách hạt phơi khô, người ta sẽ bóc sạch vỏ nhãn và tách riêng biệt hạt nhãn ra rồi mới mang đi sấy. Công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại đòi hỏi kỹ thuật cao, làm sao để tách hạt nhãn ra một cách nhanh chóng nhất mà phần ruột vẫn nguyên vẹn, đẹp mắt, không bị chảy nước. Và đây chính là cách mà những người dân Hưng Yên, nơi nổi tiếng với đặc sản nhãn lồng và nhiều nơi khác thực hiện để tách hạt nhãn. Có thể thấy việc đầu tiên là bóc vỏ nhãn bằng tay. Sau khi tách bỏ một phần vỏ nhãn ở khu vực cuống, người ta sẽ dùng một công cụ thần kỳ là một chiếc que kim loại được thiết kế chuyên dụng, phần đầu nhọn giúp lấy hạt ra một cách dễ dàng. Cuối cùng chỉ cần bóc nốt phần vỏ còn lại là được. Nhờ công cụ này và quan trọng là kinh nghiệm tách hạt nhãn lâu năm nên người trong video thực hiện nhanh thoăn thoắt. Với những người ở nơi khác thì đây còn khá mới mẻ, bởi vậy nó thu hút rất nhiều người quan tâm trên mạng xã hội.